Vâng, thưa quý vị, với sự đồng hành của chính quyền bang New South Wales của Úc, hội nghị đầu tư và định cư Úc được East West Group được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 6 vừa qua nhằm mục đích tạo cầu nối giao thương, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam và Úc. Với kinh nghiệm gần 30 năm sinh sống làm việc tại Úc, luật sư Nguyễn Hoàng Ranh, chủ tịch tập đoàn East West Group đã giới thiệu và tư vấn cho hàng trăm khách mời tại hội thảo lần này về chương trình đầu tư định cư tại Úc bằng chính sách visa 132 của chính phủ Úc để giúp các doanh nhân được hưởng cơ chế thường trú nhân tại Úc chỉ trong vòng 12 tháng nếu đáp ứng được các quy định của nước này về cơ chế nhập cư và đầu tư. 132 là chương trình rất đặc biệt của chính phủ Liên bang Úc, và chương trình này giúp cho những nhà đầu tư, những doanh nhân có thể định cư ở tại nước Úc và trở thành thường trú nhân của nước Úc trong vòng 12 tháng. Và để được mà tham gia vào cái chương trình này thì chính phủ Úc và chính phủ bang New South Wales sẽ đánh giá những cái doanh nhân được xem là thành đạt, và họ muốn thu hút những nhân tài đến nước Úc để mà phát triển kinh doanh. Theo bà Susan Gilham, quan chức di trú thuộc bang New South Wales của Úc, hiện hai giải pháp thường trú trực tiếp được chính phủ nước này dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Việt Nam, là chương trình Visa 132A dành cho doanh nhân thành đạt và chương trình 132B dành cho các doanh nhân tài năng. Với chương trình doanh nhân thành đạt, cá nhân làm chủ 30% doanh nghiệp có mức doanh thu 3 triệu đô la Úc một năm hoặc làm chủ 10% cổ phiếu công ty niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ được Úc cấp cơ chế thường trú trực tiếp trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, doanh nhân được tài trợ vốn 1 triệu đô la Úc từ quỹ đầu tư mạo hiểm của Úc cũng được chính phủ nước này cấp thị thực 132B và cũng được hưởng cơ chế thường trú nhân trực tiếp trong vòng 12 tháng. Ba cái trở ngại lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam có thể được tóm gọn như sau. Thứ nhất là thiếu cái kinh nghiệm thực tế về vấn đề đầu tư kinh doanh tại Úc. Để mà xâm nhập một thị trường thành công thì chúng ta phải cần am hiểu cái thị trường đó rất là nhiều. Và cái thứ hai là phải cần nắm rõ cái hệ thống pháp lý, môi trường kinh doanh, chính sách đầu tư nào nó thuận lợi. Thì chính vì cái sự hiểu biết về luật pháp, về nền tảng pháp lý và kết nối, chúng tôi sẽ giúp cho những doanh nghiệp Việt Nam xâm nhập thành công vào thị trường. Cái thứ ba là trong vấn đề kinh doanh thì chúng ta cần cái hệ thống hỗ trợ từ chính phủ, từ những cái giới công nghiệp, từ những văn phòng thương mại tại Úc để mà có thể nắm bắt những cơ hội và để tránh những cái sự thất bại không cần thiết hoặc là thời gian để mà xâm nhập thị trường. Thì East West trong cái vai trò là cầu nối cũng là tư vấn để cho giúp cho doanh nghiệp Việt Nam và song hành cùng doanh nghiệp Việt Nam để có thể kinh doanh đầu tư thành công tại Úc, và đồng thời kết nối những doanh nghiệp lớn tại Úc về hỗ trợ tại Việt Nam. Cũng tại hội nghị lần này, các luật sư di trú, chuyên gia tài chính và đại diện các quỹ đầu tư lớn của Úc và Việt Nam cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm và lời khuyên hết sức giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam có mong muốn đầu tư, định cư, kinh doanh lâu dài tại Úc. Hiện Úc được đánh giá là một trong 10 quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới với hệ thống y tế, giáo dục đẳng cấp, chất lượng và là điểm đến hàng đầu các triệu phú trên thế giới về đầu tư, kinh doanh và sinh sống tại Úc. Ước tính trong năm 2016 đã có gần 11.000 triệu phú đã chuyển đến Úc sinh sống và làm ăn tại đây. Sau thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, East West Group sẽ tiếp tục tổ chức một hội nghị đầu tư tương tự tại Hà Nội vào ngày 14 tháng 6 tới.